Hãy cùng Victor trải nghiệm máy bay trực thăng điều khiển từ xa Workforce, được trang bị pin sạc thế hệ mới với thời gian chơi lên đến 22 phút. Mở công tắc điều khiển và gạt cần bên trái lên trên và xuống dưới để đồng bộ. Đẩy cần bên trái lên trên một lần nữa để trực thăng bay lên, hoặc nhấn nút ở giữa để trực thăng tự động cất cánh. Dùng cần gạt bên phải để điều khiển trực thăng tiến về trước, lùi về sau, quẹo trái, quẹo phải. Nhấn cần gạt bên trái, nghe tiếng bíp để chuyển sang chế độ tăng tốc. Nhấn thêm lần nữa để trở về tốc độ bình thường. Trực thăng còn có nút điều chỉnh xoay trái xoay phải để cân bằng, và được tích hợp chức năng tự giữ độ cao. Chơi thỏa thích, chẳng ngại hết pin cùng trực thăng Workforce. Victor kiến tạo niềm vui.